Xin chào anh em đã quay trở lại với Hacom và mình là Hoàng đây. Như anh em biết thì bây giờ mua PC quá là dễ rồi. Có quá nhiều thứ để chọn rồi, quá nhiều CPU để chọn rồi. Nhưng nó tạo ra một cái nghịch lý, đó chính là bởi vì nhiều quá thì nên không biết để chọn gì. Vậy thì bây giờ hãy cùng mình bắt đầu video để tìm hiểu đâu là chiếc CPU i5 ngon nhất nhá. Ok, vậy thì đây là ba chiếc CPU cực kỳ là nổi tiếng. Và chúng ta sẽ có đầu tiên là chiếc CPU i5-13400 là ít nhất, có tổng cộng chỉ có 6 nhân P và 4 nhân E. Ngoài ra thì còn có đó chính là chiếc 13500 và 13600 có tận 6 nhân P và tăng số lượng nhân E lên là 8. Nhưng liệu rằng chiếc 13500 có bằng 13600 hay không? Câu trả lời là không anh em ạ, có lâu. Nếu mà anh em nhìn bảng xung thì nhận thấy rằng 13600K boost cao hơn hẳn so với cả hai em còn lại, lên tận là 5.1GHz. Thông số boost đó còn hiện hữu ở cả nhân E, bởi vì nhân E của 13600K cũng boost gần là 4GHz anh em ạ. Nhưng điều đó cũng dẫn tới một mức tiêu thụ điện cao hơn và một mức nhiệt độ cao hơn so với cả 13500 và 13400. Phải công nhận là em 13400 đấy tốn ít điện thật đấy, thực sự rất là ít điện luôn, chỉ có khoảng tầm 100W mà thôi. Nhưng liệu rằng cái sự chênh lệch về xung có ảnh hưởng nhiều đến thế hay không? Bởi vì về cái lý thuyết ấy thì chiếc 13500 sẽ yếu hơn 13600K khoảng tầm 12% về xung, còn chiếc 13400 thì sẽ yếu hơn khoảng tầm 20% về xung anh em ạ. Đấy là tính vào nhân P đấy nhá. Hãy cùng thử test với cả 10 tựa game xem nào. Nó cũng là 10 tựa game bình thường mà mình hay test thôi. Và tất nhiên mình test thì sẽ có nào thì độ phân giải Full HD này, độ phân giải 2K, độ phân giải 4K. Và ở 3 mức setting là thấp nhất này, cao nhất và cao nhất bao gồm cả Ray Tracing nhá. Và để có thể nhìn thấy rõ nhất cái sự khác biệt giữa ba cái CPU này ấy, thì mình sẽ test ở mức setting thấp nhất. Và tất nhiên rồi là với độ phân giải là Full HD anh em nhá. Ở cái độ phân giải Full HD này ấy, trong tựa game CSGO thì chiếc 13500 có mức FPS gần bằng với cả 13600K. Nhưng mà do sự ảnh hưởng của xung thấp thì là chiếc CPU 13400 này thua đáng kể luôn, tận là 15%. Hay ở trong Liên Minh Huyền Thoại đi thì chiếc 13500 này yếu hơn so với cả 13600 khoảng tầm 13600K nhá, khoảng tầm là 14%. Còn chiếc 13400 ấy thì yếu hơn tận là 25% anh em ạ. Cứ tưởng rằng cái hiệu năng đơn nhân sẽ chỉ ảnh hưởng tới tựa game competitive, những tựa game eSports mà thôi. Nhưng mà không đâu anh em nhá, nó còn ảnh hưởng tới cả tựa game AAA nữa. Chẳng hạn như là ở trong Far Cry 6, tận là 24%, yếu hơn tận là 24% so với cả 13600K nhá. Nói chung, mình luôn biết rằng là hiệu năng đơn nhân của một chiếc CPU có thể gây ảnh hưởng tới hiệu năng chơi game. Nhưng mà mình không ngờ nó có thể ảnh hưởng nhiều, ảnh hưởng lớn đến như vậy khi mà ở trong cùng cả đời. Đó chính là cùng đời 13 nha anh em nhé. Để có thể nhìn rõ hơn thì hãy lập thành bảng 10 game đi. Khi mà mình so sánh và chia trung bình cả 10 game, ta nhận thấy rằng là 13500 yếu hơn trung bình so với cả 13600K khoảng tầm 9%. Đó là bao gồm các tựa game có sự thay đổi nhiều và sự thay đổi ít đấy nhá. Còn 13400 ấy thì thua tận là 14% so với cả 13600K ở độ phân giải là Full HD với mức setting là thấp nhất anh em nhá. Nhưng mà khi mà mình max setting trên chiếc 4090 nằm trên tay mình đấy thì khi đó mức FPS của 13500 có thể nói là gần như ngang bằng so với cả 13600K luôn. Khi đó nó chỉ thấp hơn 13600K khoảng tầm 1% thôi anh em ạ. Nhưng mà ấy, chiếc 13400 vẫn thua 13600K khoảng tầm 6% trung bình. Vậy có nghĩa là không phải cứ mua cạc xịn rồi max setting lên thì đã ngon đâu nhá. Chúng ta vẫn yêu cầu phải có một chiếc CPU đủ mạnh, đủ ngon thì mới có thể max load được chiếc GPU của chúng ta. Và điều đó thể hiện rất rõ ràng ở chiếc 13400 đây, ngay trên tay của mình đến đây. Vậy nếu bây giờ lập bảng so sánh, ta có thể thấy rằng khi chỉ so sánh về khả năng đẩy 4090 của CPU tại cái mức setting thấp nhất và độ phân giải là Full HD thì chắc chắn 13600K vẫn là một vị vua. Nhưng nếu mà so sánh về giá thì câu chuyện lại khác hoàn toàn. Hiện tại mức giá thấp nhất tại Hacom ấy, của chiếc CPU i5-13600K là 7.7 triệu anh em ạ. Còn với CPU i5-13500 thì là 6 triệu mà thôi. Còn với 13400 ấy, thì là 5.6 triệu. Vậy khi ta so sánh về hiệu năng trên giá tiền thì chắc chắn rằng em 13600K không hề thơm một chút nào cả. Đặc biệt nhá, đây anh em nên để ý với em này, 13500 có thể đạt được 91% hiệu năng chơi game mà chỉ tốn có 77% về giá tiền của 13600K. Quá là ấn tượng luôn anh em ạ. Nhưng mà nếu bây giờ anh em so sánh về khả năng làm việc thì sao? Ta có thể thấy rằng về hiệu năng đa nhân, nhờ có mức xung cực kỳ là cao, 13600K đã đứng đầu về cả hiệu năng đơn nhân và hiệu năng đa nhân trong Cinebench R23. Trong Corona cũng như vậy,
Số lượng ray trên dây cũng lớn hơn hẳn so với cả 13.500 và 13.400. Blender cũng như vậy anh em ạ. Tuy là chiếc 13.500 cũng khá hơn nhưng mà vẫn thua so với cả 13.600K. Khi mà mình bắt đầu vào trong hệ của Adobe, mình nhận thấy rằng 13.400 thua kha khá so với cả 13.600K, tính trung bình khoảng tầm 20%. Còn 13.500 thì thua so với cả 13.600K khoảng tầm 10-5%. Vậy tuy rằng 13.600K mạnh thật, khỏe thật, nhưng 13.500 vẫn có thể gần chạm được tới nó, chỉ thua khoảng tầm 8% mà thôi. Còn chiếc 13.400 nằm ở vị trí xa hơn, rơi khoảng tầm 20%, hơn 20% một chút. Nói tóm lại, đây là chiếc CPU ngon nhất 13.500K, 13.500 thường, với hiệu năng là cực kỳ là cao, xung cực kỳ ổn định, số lượng nhân cũng lớn. Tuy rằng hiệu năng chơi game và làm việc thua 13.500K khoảng tầm 8-9%, nhưng số tiền thấp hơn gần 2 triệu thì mình nghĩ khó lòng mà có thể bỏ qua được chiếc CPU này. Nói chung, nếu anh hứng thú với cả 3 chiếc CPU ấy thì mình sẽ để đường link ở dưới mô tả anh em nhé. Còn nếu mà anh em cảm thấy hay ho quả video này đem nhiều thông tin cho anh em ấy thì hãy bấm like và subscribe. Cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng là anh em tại video sau nhé.